Đây giờ mình hướng dẫn các bạn cái đơn giản nhất để đổi server nữa là vô đây một game đổi server mình muốn đua thì khuấy đoạn mấy server như nó mới ghi cả. Chỉnh này để có góc nhìn đổi lại nè, còn cái này là tự động chạy nè, bạn chỉ cần bấm một phím một là có thể chạy được, bấm shift một lần một rồi nó chạy luôn. Còn mấy cái còn lại mình không biết, còn có cái này hình như tự động nhắm gì nè, cũng gần nữa. Chỉnh phím đang uống chanh ở đâu ra sữa. Tập riêng rồi. Đây những cái là cần đổi nè, để việc này thuận tiện cho các bạn khi bắn với người ta, bắn solo thì các bạn phải chỉnh là tự động nhắm tự động, thì các bạn nhấp một cái là nó sẽ nhắm, rồi bạn phải nhấp lại một lần nữa nó mới bỏ lại. Đây là chỉnh thiết lập. Mình thì chơi đại rảnh, các bạn để auto là tốt nhất, để auto mà sao nó lên edit hết vậy. Mình thì mình để edit thật hay thôi là được rồi. Còn muốn livestream thì vô đây tạo một tài khoản Twitch rồi livestream. Nói chung thì cái này cũng đâu cần gì đâu, hướng dẫn quá đơn giản rồi. Rồi thôi, muốn show FPS ra thì chỉnh cái này là show ra trong game đó. Đây sao chỉnh lên 120 thì có gì vậy ta. Rồi thôi, mình hướng dẫn vậy thôi, bây giờ mình bắt đầu chơi. Chào các bạn nha, hướng dẫn cơ bản vậy thôi là được rồi. Đua với người nước ngoài trận thử đi. Đó, một đua nè. Tiền bạc đâu mà mua, quên nữa, nhấp vô cho anh ta cười nữa. Rồi thôi, chắc mình kết thúc video tại đây.